Hello. Rồi Ngọc Lục khoe cái đầu tóc mới làm nè, đó mới vừa đi trong tiệm tóc về luôn đó. Có được không quý vị? Đây là ở ngoài chỗ shopping ở Stratfield ha, shopping. Chết rồi. Bị mưa rồi, trời mưa rồi, trời mưa lâm râm rồi. Ra đường bây giờ đó không bắt buộc phải đeo khẩu trang ha, nhưng mà thấy ai cũng đeo hết trơn, thành ra là mình cũng đeo luôn. Ủa sao cái đèn này mình đợi nó giờ lâu thiệt là lâu, nó không có đổi màu vậy nè. À xin lỗi là mình không có đem cái tai nghe nha, cho nên có nếu mà nó có bị khó nghe đó cũng thông cảm nha. Mình nghĩ là chắc nghe không được, tại vì không có đem cái tai nghe đó thì nó sẽ rất là nhỏ, nhỏ tiếng hả, nó rất là nhỏ tiếng đó. Tóc mình mới làm đó, đẹp không? Rồi bây giờ mình đi qua đường. Giờ mình đi qua đường. Tóc của mình mới cắt nha. Cắt rồi sấy gội luôn. Bây giờ là trên đường về lấy xe. Hôm nay là chủ nhật nè, 7 tây tháng 11 2021. Hiện tại bây giờ chắc 3 giờ rưỡi trưa rồi quá. Chiều á, 3 rưỡi chiều 4 giờ gì đó. Đeo cái khẩu trang này giống như ông thủ tướng Morrison hả, ổng hay đeo nha, cái lá cờ của nước Úc á. Hôm qua trời nắng lắm, đi tìm cái tiệm làm tóc mà người ta chỗ nào người ta cũng bận hết trơn, nó không có lấy hẹn nữa, thành ra là đi về. Rồi hôm nay nè, hôm nay mới lại đi tìm cái chỗ khác. Hên quá là không có được, không có bị đợi lâu, vừa vô cái là mình có chỗ liền. Mình sẽ kết thúc cái video này lúc mà mình đi ra cái xe nha. Bây giờ mình đi qua đường luôn, phải nhìn cho nó kỹ. Thời tiết của Sydney bữa nay kỳ cục lắm, cứ mưa lâm râm suốt ngày à. Bà con có thể thấy nó ướt đường luôn, thấy không? Đó, đường lộ nó ướt luôn đó. Hiện tại thì Ngọc Lục làm cái video thôi ha. Lâu quá không có làm video cho nên cũng lúng túng hết trơn à. Hôm nay ra đường đi dẫn đứa con đi tập võ trở lại, rồi sau đó đi ra shop mua tí xíu đồ. Bây giờ mình tới xe của mình rồi nè, đây cái xe của mình đây. Rồi thôi bây giờ mình kết thúc cái video đây, muốn khoe cái mái tóc đẹp mới vừa làm đó mà. Hẹn gặp lại video kế tiếp nha. Dạ bye bye.